bao nhiêu lần trước mình xem là để kiểm tra phim thôi. Nên là cái tâm lý của mình rất là khác. Một lần này mình xem trong rạp rất là đông và nghe những cái phản ứng của mọi người từng phân đoạn thì thật sự là mình cũng thật ra là mình cũng rất là hạnh phúc và đôi khi cũng rất là xúc động khi mình xem lại một phim mình trong cái không khí này. Thật ra cái cảm giác nó rất là đặc biệt. Thật sự là sau buổi hôm nay mình cảm thấy rất là tự hào với các bạn, nhiều bạn đó là đây là lần đầu tiên đóng một vai lớn nên là phải nói là cảm thấy các bạn đã nỗ lực rất là nhiều trong một bộ phim và mình cảm thấy rất là may mắn đã có một dàn diễn viên và là không chỉ tâm huyết nhưng mà rất là chuyên nghiệp một cách rất là bất ngờ luôn nên là biết từ chị biết là sau hôm nay là mình cảm thấy rất là tự hào với một cái bối cảnh từ những năm 70 như vậy thì chắc chắn là khó rồi. Đó là một trong những cái thử thách lớn nhất vì có nhiều bối cảnh không còn tồn tại nên là mình phải dàn dựng hết từ đầu và đó cũng là một cái khu vực mà cái khó là cái mình thực sự mong muốn là khi mọi người xem là họ đang trải qua họ có những lúc trở về những quá khứ và họ giống như mất trí trong cái kỷ niệm những quá khứ này nên là cái điều mà mình luôn mong muốn là mình có mình dựa trên những cái gì chân thật nhất nhưng mà vẫn còn dưới cái sự gọi là dưới cái góc nhìn của sự thật lãng mạn vì thật sự đây là một bộ phim vô cùng lãng mạn và đầy cảm xúc. Sau cái ngày chúng tôi thấy có hoa vàng trong khó khăn thì anh nghĩ là giấc mơ của Bắc Đế có vượt qua được không? Thật sự là các trường cũng không biết cũng không dám nói gì tại vì thật ra là thị hiếu với lại thị trường mình một cái điều mà rất là khó tưởng. Dạ, nếu mà Mắt Biến đại thắng đó, thì anh nghĩ là anh có sẽ tiếp tục làm một bộ phim nào đó về chuyển thể của anh Nguyễn Nhật Ánh không? Thật ra thì hiện nay thì mình chưa trả lời được nhưng mà thật ra là thành công hay không ở phòng vé cũng phải là cái quyết định của mình cho những cái dự án tiếp theo. Thật sự mình sẽ tìm những cái câu chuyện mà mình thật sự cảm thấy có nhiều cảm hứng, cảm thấy rất là đam mê với nó. Nên là cũng hơi khó trả lời cho quý vị. Sau Mắt Biến thì chúng ta hiện nay thì anh đang chuẩn bị cho một cái dự án có thể nói là thể loại ly kỳ kinh dị, một cái cơ cái đề tài của câu chuyện mà anh cảm thấy rất là hấp dẫn. Hy vọng là trong sân năm sẽ được ra mắt. Anh gửi một lời đến với khán giả kêu gọi mọi người đến xem phim vậy. Victor mong mọi người sẽ dành ít thời gian để xem Mắt Biến và mong mọi người sẽ không chỉ đồng cảm với các nhân vật nhưng mà sẽ yêu thương Mắt Biến thật nhiều. Cảm ơn. Bản thân là người yeah. Thật sự là nói chung là mình chỉ mong muốn là giữ được tinh thần thôi, còn mình thành công hay không trong việc đó thì thật ra khán giả sẽ quyết định, nhưng mà thật ra thì ngoài cái tinh thần câu chuyện thì thật ra là cái mà tôi rất là muốn giữ ở đây trong bộ phim này là cái chất văn học, vì bản chất Victor thì rất là yêu cái tác phẩm văn học gốc và luôn muốn mọi người khi xem phim này họ cảm thấy họ đang đọc lại câu chuyện nhưng mà dưới một cái góc nhìn có thể là nó mới mẻ hơn và có một cái màu sắc riêng của họ. Là
thể nói là một trong những thứ mà mình có thể nhìn ngay á là cái cấu trúc câu chuyện của mình rất là khác so với tiểu thuyết. Cái cách mình kể câu chuyện xuyên qua thời gian thì thật ra nó sẽ khác với tác phẩm văn học. Đó là một cái điều mà mọi người xem có thể thấy liền. Sau khi mọi người nhận xét bài văn của em, đồng nghĩa được đẩy lên rất là nhiều. Thật ra thì tôi nghĩ mắt biết, mặc dù mắt biết đó là mắt đôi mắt biết của Hà Lan, nhưng mà thật sự tôi nghĩ là câu chuyện mắt biết là góc nhìn của Ngạn. Ngạn là người kể câu chuyện, nên là cái hành trình này thật sự là hành trình cảm đầy cảm xúc của nhân vật Ngạn. Sự thay đổi diễn viên đấy, ý nghĩa thay đổi diễn viên. Không biết, tôi nghĩ đó là một cái điều rất là cần thiết, tại vì thật ra là trong 2 tiếng đồng hồ, cái điều mình cần thuyết phục ở đây là nhân vật Ngạn đã trải qua bao nhiêu thời gian với Trà Long, từ khi còn bé 23 tuổi đến khi là một cô 21, 22 tuổi, nên là mình cần cho thấy để thuyết phục câu chuyện của mình. Cho làm cho tôi cũng thuyết phục hơn, mình cần thấy rất là rõ tất cả những giai đoạn trong cuộc đời của Trà Long, để cho mình thấy được cái sự gắn bó giữa hai chú cháu. Đây là anh nói là cái lúc anh càng về cuối thì có nhận xét là càng về cuối lúc anh càng bị đuối ấy. Không, anh hoàn toàn nghĩ là cái nhân vật, nếu mà nói về nhân vật Hà Lan thì nghĩ là cái sự trầm của Hà Lan trong cái cách thể hiện của chúng ta thật ra là nó rất là hợp lý ở đây, vì cô ta thật ra sau này cũng sống một mình, cô ta cũng không có tình yêu, nên là cái việc mà cô cũng hơi khép kín và cũng hơi gọi là giữ khoảng cách với mọi người, thật ra là cái đó điều là tôi thấy rất là thật ra rất là phần, nó rất là thật như ngoài đời. Hiện tại cái dàn diễn viên của mình hơi non so với những cái phim khác, đặc biệt là hiện tại thời điểm này là đang có một phim rất là nổi, thì anh rất tự sao? Tin là phim của mình sẽ thắng. Không, anh rất là tự hào với diễn viên của mình. Anh nghĩ là nhóm diễn viên mà có thể nói là đầu tiên trong những vai lớn như vậy, đôi khi với tôi nghĩ là sẽ thể hiện tốt hơn là những diễn viên mà có quá nhiều kinh nghiệm, vì cái mình cần ở đây là sự chân thật, sự mộc mạc trong cách diễn, nên là với tôi nghĩ là cách diễn của các bạn hoàn toàn phù hợp.